lúc có thì không. Rồi. Ok rồi đúng không ạ? Đây mọi người thấy ok, ok bảo em phát câu ok để em lên chi tiết. Ok rồi, ok rồi. Thank you mọi người, ok rồi. Một chiếc xe Win đời 996 anh em ạ. Giá tình yêu thương cho anh em. Đấy, một vòng cho cô, hàng vừa mới về tại cửa hàng anh em nhá. Một chiếc xe Win em ơi. Mày chị mặc váy dài cô lề thề quá, mày giận nổ chị cái. Để chị chi tiết nha anh em nhá. Chi tiết. Nguyên zin này anh em. Thụt vẫn còn nguyên zin, em nhìn đầu bò. Xăng đang chảy, xăng thừa từ. Xăng thừa đúng không? Xăng thừa đang thừa. Được cái đầu bò đẹp này anh em này. Đấy em nhìn thấy đầu bò đẹp không? Biển số em là 29F4 ạ. 9664 giúp con nha các bác ơi. Đây ạ. Các bác chờ con một chút để con báo giá em Win này luôn ạ. Bác nào ưa thích này có thể liên hệ số hotline nhà con đang để trên bio nha. Alo alo alo. Em chỉnh garanti cho nó giữ là garanti hộ chị đấy. Một chiếc xe Win 100 đời 1996 anh em nhá. Alo. Alo alo alo, anh em nghe thấy ok chưa? Tiếng bé chị ạ. Alo ạ. Các bác vẫn lại vui lòng chờ con một chút nha. Đổi nó về đi. Cố. Thấy gì luôn à? Ồ, anh em alo 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 alo. Mic của chị à? Được rồi đúng không? Mic của chị ok rồi đúng không? Các bác chờ con một chút nha. Đây okay em rồi. Em Win này là biển 29F4 này, 9664 nha các bác ơi. Bộ mic em không, em Dung là người đi mua, em Dung là người đặt đấy ạ. Em nói thật gần chục củ một bộ đấy ạ. Ba mic cái đấy, ba mic là thiết bị là tương đối là căng đấy. Hiện tại là em là người đặt gần chục củ bộ. Thế bây giờ ok rồi đúng không ạ? Rồi đấy. Một phát ok ngay. Có cái anh em động viên tinh thần phát là lên view ngay. Một chiếc đời 1996 nha anh em nhá. Ôi, anh em quay lại cho cô cái đầu bò, hôm nay cô chưa giới thiệu được. Quay lại cho cô cái đầu bò, một chiếc xe một xe Win đời 1996. Đấy, đầu bò thì cũng tương đối là ok nha anh em nhé. Rồi tiếp theo, bên trong một lại một lần nữa. Đấy, cho anh em thích một chiếc xe Win đời 1996, ra máy thì có bắn tỉa nha anh em nhé. Đây, thụt thọ vẫn còn nguyên zin. Được cái là thôi nó còn máy móc nó còn tương đối là ok. Đấy, biển số biển 29, biển Hà Nội. Vâng ạ, biển 29F4 ạ. Xe vẫn đang nổ. Đấy, vành bánh tam nan thôi nó cũng đều đều anh em nhé. Bô thì không phải là bô xịn đâu ạ, bô này là bô Tân Hoa rồi. Bô này là bô Tâu Văn Tân Hoa. Ra máy thì có được bắn tỉa, có được làm đẹp, có được sạch sẽ. Mặt mũi bình xăng thì có tân trang, spa sạch sẽ anh em ạ. Đây anh em nhìn mặt mũi spa kính. Hả? Rồi, em bán ra với giá là 19 triệu đồng nha anh em nhá. Anh em nào quan tâm một chiếc xe Win. Đấy, để phát garanti phát căng ngay. Đúng không ạ? Dạ vâng, 19 triệu đồng cho một em Win đời 1996 giúp con ạ. Anh em nào quan tâm thích những dòng xe Win, hiện tại Win nhà em không còn nhiều đâu. Đấy, trong trên danh sách sổ hiện tại như còn 2 con hay 3 con thôi. Đấy, con này thì hàng vừa mới về lúc nãy anh em nhé, em bán ra với giá là 19 triệu đồng. Dưới máy móc thì ngon lành gạch đào, bô Tân Hòa vẫn là giòn anh em ạ. Thổi bô xịn nhưng mà vẫn giòn, nghe vẫn chắc. Viên áo thì spa sạch sẽ rồi. Bình xăng cũng thế, đã được spa sạch sẽ rồi. Anh em chỉ việc mua về đi thôi. Đấy, dành cho anh em nào kiểu dáng thư sinh nhỏ nhỏ, cao cao. Đấy. Quả dày móm ngoé. Mặc cái gì nhỉ? Áo trắng. Quần jean được, quần âu cũng được. Đi áo trắng mặc này đi mặt hơi vênh vênh tí. Em thấy rất là đẹp. 19 triệu đồng nha anh em.
quan tâm cho em đời 1996. Dạ okay. Vâng ạ, bước nào ưa thích có thể liên hệ fanpage nhà con đang live stream trực tiếp luôn này. Rồi. Hoặc là số hotline nhà con đang để trên bio đấy ạ. Rồi. Chú hỏi là, chú Nguyễn Hải hỏi là nhà mình có gửi vào Bình Dương không? Dạ có luôn chú ạ, 64 tỉnh thành, tỉnh nào nhà cháu có thể hỗ trợ các chú gửi vào luôn nha. Một chiếc xe, em để đây hộ chị. Em để bên sáng. Một chiếc xe, anh em đi ăn đi làm đều được. Những cái dòng form dáng mà rất rất nhiều anh chị em đang tìm mua. Bản thân là hai ngày nay hầu như là em không ra xe quay 100. Hình như là chưa đến ngày sao ấy. Ngày hôm nay lên được rồi. Xe quay 100 bản đầu bò 4 ốc cho em đời 2015. Máy còn zin. Spa độ nhựa của anh em thôi nhá mọi người nhá. Đây spa nguyên cho em cái rè trước này. Thủ thì vẫn còn nguyên zin. Mayer thì có loam nhem một xíu. Nhưng mà được cái tăm nan vẫn còn nguyên zin theo xe. Bản thì đời 2015. Đầu bò 4 ốc rồi nhá. Máy thì cam kết với anh em là máy còn zin. Nhưng mà hình thức thì có spa, em báo luôn. Ra máy cũng có được spa này. Đấy, mặt trước em mát thì anh em vào tem mọi người nhé. Đời đời 2015. Đấy, cả bàn báng, hộp xích vẫn còn nguyên zin. Mayer nguyên zin này. Đấy, tam nan cũng còn nguyên zin. Đời thì 2015. Đây, xin giới thiệu số. Các bác biển này nó. Biển em nó. Số tiền hưu của Hồ Lễ Quốc Tơ. 2921 này, 55381. Đấy, về giao diện của em nó thì con thấy là cũng vừa vừa phải. Ừ. Được tầm khoảng 8 điểm rưỡi luôn luôn ạ. Đó là tôi đã lấy tôi để các bạn học tôi tư vấn luôn rồi sử dụng luôn luôn ạ. Tôi cần sửa chữa lại quá luôn luôn. Giúp con quay chị mặt trên này, mặt trên này. Thực ra những cái dòng xe này anh em đi rồi anh em cảm nhận được những dòng xe Way 100 bản đầu bò 4 ốc này. Bản thân nó là rồi. Bản thân nó là tiết kiệm xăng anh em ạ. Bản thân nhưng mà cứ đi đời này máy phê lắm. Em nói thật với anh em đi đời này anh em kiếm máy hộ em này. Đấy. Còn một cái đời cuối nữa cũng form dáng như này đấy 2016. Đấy, anh chị em nào mà quan tâm những dòng form dáng này, em bán ra với giá là 10. Hôm nay cho em một xíu để em kiểm tra giá. Đâu rồi? 55381 đúng không? Vâng, 55381 ạ. Rồi. Ôi hôm nay em cũng xin phép hạ giá cho anh em nhé mọi người nhá. Một chiếc xe này em bán ra với giá là 14.500 bao dọn cho anh em. 14.500 bao dọn hết sạch sẽ ngon lành cành đào. Cam kết anh em con này máy còn nguyên zin mọi người nhé. Đấy quay lại một lần nữa cho cô cái đầu bò cho anh em nhìn này. Bên này bên này thì em ok. Đây. Đấy đôi khi anh em ở máy như nào zin. Đây anh em nhìn cái đầu bò em. Anh em nhìn đầu bò nguyên zin anh em nhìn. Cái vẩy ốc này. Cái giòn cờ nó vẫn còn nguyên zin mọi người nhá. Đấy bản này là đầu bò 4 ốc thường thường thôi. Nhìn rất là rõ nét đúng không ạ. Đây. Chưa chạm chưa tiếp gì hết. Đây cũng có nguyên zin. C3 yếm rồi, C3 sơn rồi. Nhưng được cái máy của zin. Anh em cứ quan trọng cho em cái chất lượng máy hộ em. Tại vì bản thân những cái dòng xe này ấy, thì anh em chất lượng máy nó vẫn là hàng đầu. Còn ba những cái hình thức bên ngoài nó chỉ là nốt ruồi thôi, tẩy đi phát là xong. Dạ vâng ạ. Đấy, máy. Vâng, về chất lượng xe là các bác yên tâm giúp con nha. Đây, con này thì hình hài trong ngon nhỉ. Rất là ok anh em ạ. 14.500.000 bao dọn cho anh em nhé, ở biển Hà Nội. Vâng. 2921 53381. Các bác có nhu cầu mua xe này có thể vui lòng liên hệ số hotline nhà con đang để trên bio này. Rồi. Bên online các bạn sẽ gửi rõ hình ảnh chi tiết cho các bác, báo luôn cho các bác về giá đấy ạ. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Chị Win biển, Win vừa xong là biển Hà Nội, 19 triệu đồng anh em nhé. Được cái máy được. Tất cả là nó cũng đời lâu rồi, là 1996 cũng được spa rồi. Con này thì spa hình thức thôi. Hình thức hơn được cái máy vẫn còn nguyên zin. Cam kết anh em máy, ngày máy còn nguyên mọi người nhá. 14.500.000. Rồi. Dạ vâng ạ. Anh em mà về dòng Way này, các bác đi một vài năm bán ra nó không bị khấu hao quá Nguyễn, là nhiều. Cảm ơn anh. Vâng, Minh Nguyễn đang hỏi là xe 50cc, 50cc nhà em nhiều lắm. Đấy, lên đi em ơi, lên con này đi. Dạ vâng. Thôi, cho like ở trên này thôi nhá. Hai có chị hỏi con lít trắng. Dạ vâng, chút nữa em sẽ lên con lít trắng cho chị nha. Vâng, xe. Còn